Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Nghĩa trở lại thăm hoàn cảnh của hai vợ chồng có một đứa con nít bị ba mẹ đốt nhà rồi đuổi ra đường. Hai vợ chồng sống lang thang và bà con ở gần xóm thì cũng biết, thì bà con có một cái ngôi nhà cũng cũ rồi, thì dư thì bà con cho ở tạm. Thì chị cũng có liên hệ với Nghĩa, thì do là hai vợ chồng làm cũng không có tiền, rồi cũng không có tiền mua sữa cho con, nên là chị cũng cầu cứu. Thì hôm nay em xuống thăm gia đình, bây giờ em mời cô chú anh chị vào bên trong thăm chị gái, không biết là bây giờ tình hình cuộc sống của chị như thế nào nữa. Anh vậy hay vậy? Dạ đúng rồi anh. Rồi em mới vừa vô tới luôn á. Em chào chị nha. Dạ, dạ chào anh. Mới làm gì hả anh? Thương con. Mới thương. Làm gì hả? Mua đá gì nhiều vậy? Uống nhiều vậy luôn hả? Cái tủ lạnh hư á, chưa có sữa. Không, anh cho tiền vậy chứ đâu có xài cái gì. Để mình sửa cho bé, người ta ngỡ là ấy thôi, còn không có xài chứ cái gì ngoài cái mục đích của em á. Cho bé là cho bé thôi. Rồi bữa rày cuộc sống mình sao chị? Thì cũng đỡ phần là có tiền lo cho bé vậy đó. Dạ. Thì ảnh đi làm ảnh cũng trả nợ được mấy triệu. Nên đây mẹ thương con mà. Lúc mà chị chia sẻ clip lên rồi mình có bị gì không? Chị thấy cũng có bình luận nói này nói kia, nhưng mà em nói đúng hoàn toàn sự thật luôn. Chứ em không có nói sai một lời nào nữa hết. Rồi bên ba mẹ nói gì không? Dạ không, chắc không biết em ở đây nên không tới. Rồi mẹ cưng con lắm đây nè. Dạ. Bên ba mẹ chồng cũng không biết ở đây hả? Dạ. Rồi chị nói cũng gần đây mà sao không biết ha? Thì không, kiểu như mình không có qua lại nữa. Sao khóc con? Đợt trước có về lần à, cũng như anh về là ba ảnh á, rồi đánh ảnh nên là không có tới luôn á. Về nào chị? Về đợt mà lấy cũng như lấy cát tải đường á. Là cái lúc đó em chưa quay phim đúng không? Thì cái anh em đi là anh đây lâu lắm rồi. Em cũng như là vợ chồng em á thiếu nợ, là tại vì do hồi em cấn đầu á, em yếu dữ lắm. Em làm không không có đi đứng được, nói chung là em làm ảnh là em muốn làm gì là ảnh thấy ẩm em á, tới nỗi là đi vệ sinh cũng không đi được, nó yếu thay yếu nó nổi vậy á. Cho nên nó với lại dịch bệnh á, rồi đi làm không được mấy thứ nợ thôi. Rồi bây giờ tâm trạng lúc này mình sao, ổn định chưa? Thì có sữa cho bé bú em cũng mừng dữ lắm nè. Em cũng cảm ơn sư cô với mạnh thường quân với cô Hằng nhiều dữ lắm. Rồi bữa hổm á thì em có nói vụ mà cô Hằng hứa hỗ trợ cho chị á, rồi chị lúc đó chị cũng thân dân á, rồi bây giờ chị sao? Em nói em cũng vừa mừng mà vừa sợ mà vừa lo nữa, em cũng không biết sao, nói thiệt luôn á. Lo sao chị, nói em nghe thử. Sợ cũng như là ví dụ mình như nhà mình ở thì mình không sao phải không, còn mình mướn á, mình mướn một bàn mình bán á. Bán phải có ra lời, còn nếu mà mình bán không có lời á, là tiền nhà, là tiền nước, tiền điện, đủ, nói chung là đủ thứ tiền hết mà chi tiêu mà không khéo nữa là sợ mình, ví dụ như mình thâm thục vốn một cái là mình không có xoay sở nổi luôn á. Tại vì hồi trước em có mướn rồi nên em biết. Rồi bây giờ chị có nhận không? Cô hỗ trợ thì cũng mừng, em cũng sợ vậy đó, em sợ là ví dụ mình bán được thì không nói gì, mình bán lỡ không được á mất cái vốn của cô cho, em sợ cô buồn lắm. Em không suy nghĩ hôm nay hoài luôn, em cũng không biết sao mà chồng em đi làm cũng xui nữa, hôm nay anh đi á, cái nguyên cái tấm dáng bự lắm, trúng cái đầu anh tới nay còn sưng á,
mà không có sưng mà tới mắt áo luôn á, không có tiền đi CT, sợ cái đầu không có sao không á. Yeah. Rồi cái bữa sau thì bị té dàn giáo. Yeah. Rồi xe thì hư vẫn bộ hoài á, nên bữa hổm anh hỏi á, rồi có về xác minh thì dù anh chở em đi thì được, còn anh về em sợ giữa chừng xe hư, cái anh vẫn bộ mấy tiếng hồ về tới đây em cũng không biết anh đợi tới chừng nào luôn á. Ngày bữa sau mà đi sự cố giữa anh tại cái dàn giáo bà chủ nhà bà mượn bà mướn á, rồi trúng dàn hụt á, người lên tự nhiên nó xìu xuống, nó gãy chân rồi té. Cao không anh, bị cao không vậy đó? Cũng có nhà rưỡi à, này nhà của nhà tư của người ta nhà rưỡi à, cũng không đến đổi á. Dạ, cũng mừng, cũng mừng. Rồi bữa rày là anh đi làm rồi anh làm chính luôn á, chị cũng chưa làm gì mà đúng không chị? Dạ. Rồi mình dự tính là nếu mà mình nhận hỗ trợ của cô Hằng thì bao giờ mình làm? Cho bé lớn chút xíu nữa. Dạ. Khoảng tuổi tới mấy gì đó, cho bé nó đi đứng được á. Làm cũng được, tại giờ mình bỏ nó tội nghiệp quá. Dạ. Rồi anh bữa rồi anh mà chia sẻ về về mà ba của anh vậy, mẹ của anh vậy, rồi bữa giờ anh có gặp mặt ba mẹ không? Có khi nào gặp đi ổng cũng nhìn ổng cũng hé 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 vậy à, ổng đi nhìn chỗ khác vậy à. Hồi chưa có chuyện gì á là vợ chồng em đi ngang đụng mặt gần như em với anh ngồi vậy nè, Thư cũng không giờ nó quay mặt chỗ khác vậy đó. Thì cái về cái chồng buồn mạng cũng khuyên ảnh nói giờ cầm con mình hỏi không trả lời, một tiếng trả lời, mình hỏi hai ba tiếng không trả lời nữa thì thôi cũng phải hỏi, cầm con đừng để ca chửi mắc dạy bất hiếu vậy đó, em nói vậy đó, dù sao cha mẹ hỏi mình hỏi không trả lời thôi vậy đó. Dạ. Rồi chắc chị cũng có xem clip hả? Dạ. Chị thấy nhiều bình luận không? Dạ thấy bình luận. À. Nhưng mà em nói đâu có gì đâu sai, em sợ nếu muốn xác minh em vẫn xác minh, nhà em đạp trải đường vẫn còn đó mà. Dạ. Người ta biết nhưng mà người ta không có dám nói đó. Chuyện gia đình là người ta không có dám xen vô, như chuyện gia đình ai nhớ dàn xếp người ta đâu có dám xen vô. Dạ. Những ý kiến đó là em biết bên chồng luôn á, cho nên em không có trả lời, mình nói đúng sự thật thì thôi chứ em không có cái gì để, nếu mà em nói sai thật là em có thể em lên đó bình luận lại rồi, nhưng mà em yeah. em không bao giờ em bình luận lại, để anh kể đi, để em kể, cái nhiều khi cái người ta nói em á, nhiều khi dâu con cái nói người ta nói do em sao á, nói bên ảnh vậy đó. Yeah. Clip đầu nếu ai có câu thì hiểu em nói, còn giờ để anh nói đi, chính anh nói cha mẹ ảnh như thế nào chứ, để nhiều người ta hiểu lầm nói sao mà anh dâu về có hỗn hào gì không mà cha mẹ đối xử vậy. Yeah. Để ảnh tự nói cha mẹ ảnh như thế nào đi. Rồi từ bữa rày á xong rồi anh mà cũng chia sẻ về ba mẹ của mình đó anh, rồi bây giờ anh thấy trong lòng anh sao? Hơi còn buồn thì mà họ rồi sao có mấy anh thấy anh chị em mà không thương nhau, mà thương có không đồng đều với nhau. Anh bây giờ anh có giận ba mẹ không? Mẹ cũng nhiều cái cũng hơi giận, mà thôi cha mẹ mà nó thương mình thôi, giờ không biết làm sao giờ. Tại bữa thì em cũng đưa clip lên đó thì cũng có nhiều cô chú anh chị nói à, mình hiền vậy sao ba mẹ lại đối xử mình vậy, có nhiều người cũng không có tin đó chị. Nói chung là lên đây em kể một phần thôi á, có những chuyện em nói ra không bao giờ tin luôn, em nói thiệt tình luôn á, em bảo đảm nói ra không bao giờ tin luôn, nhưng mà em không nói, em chia sẻ lên bấy nhiêu vậy thôi cho anh với Mạnh Thường Quân hiểu thôi, chứ em không cũng không giấu nhiều, nó nói nhiều là mình nói thiệt luôn, mình tội nhiều mà nhiều khi không có nằm trong hoàn cảnh chưa chắc thì hiểu nữa. Vậy anh có thể là chia sẻ cái đó được không? Bình thường đâu có gì đâu anh. Chuyện ấy mà bây giờ có cái đám dỗ rồi nói hai vợ chồng em không có qua thì em hai vợ chồng em cũng ăn chay ngoạc mà ít mần con này con nọ lắm á, rồi cái qua bắt vợ em làm vịt làm gà rồi mà vợ em ăn chay ngoạc đâu mần này nọ được tanh thôi đâu chịu nổi, vậy cái trách
Tết hai vợ chồng sao hôm qua phụ này nọ đâu. Rồi bữa đó cũng nóng quá trời, cũng nói trời ơi hai chồng con trai con lạc mà mắt mần gàn dịch như nắm dỗ gì. Giờ thôi giờ em có lôi vợ em về thôi, giờ làm gì làm đi, qua phụ lọc rau này nọ thôi, giờ không bắt vợ em xuống nhà bếp mần gà mần vịt với. Bữa là mình ăn chay mà không mần gà mần vịt cũng bị la anh hả chị? Nói chung là làm ngồi chơi vậy đó, em làm ngồi chơi với mấy em chồng gái ngồi chơi giống như thấy em là ăn không được á, kiểu như để cho mình làm phải cho mình phải mình thiệt mình ăn chay không làm được thiệt không vậy, ý nói như mình giả bộ vậy đó. Em cái em cũng ra làm, nói chung là mình nhớ ông bà là trong lòng mình thôi, chứ em nói thiệt làm cũng không chết nhưng mình sợ tội thôi. Em vừa làm em thật vậy đó, rồi cái chồng em đi về anh mới thấy em làm vậy đó, anh mới nói sao mà em làm vậy, thiếu gì chuyện để làm, trong khi đó em chịu không nổi em ói á, em nghe mùi là em ói em chịu không nổi. Vậy cái anh lôi em về vậy cái ở và anh nói này kia vậy đó, thì cái em mới nói thôi bỏ đi. Mà từ hồi cưới em về tới bây giờ hả, mười mấy năm em nói thiệt anh hen, bên chồng em chưa đặt chân tới gia đình em. Tết nhất này hen, rồi nãy nọ đám tiệc bên em hen, bên mẹ với anh em đem tiền đến ông bà nội mất hen đi lễ đủ luôn. Rồi xong rồi cái anh biết anh cha mẹ chồng em nói xong, nói bên em không đi, rồi ông nội tới bà nội em mất với cậu em mất em cho hai á, thì lại nói sao quá tao không đi. Em hỏi anh người lớn cha mẹ mà xui gia mà hở trời nay á, bên kia mất mà nói vậy anh nghe được không, nói sao quá tao không đi cho hai, rồi nói vậy rồi thôi em mới nói thôi nếu mà không đi thì thôi chứ đâu có gì tại cho hai vậy á, chứ để sau này nhiều khi người lớn ta tát. Vậy rồi cái giờ cái nói ngược lại là vợ chồng em này kia, em nói thì nếu mà vợ chồng em sao sống sao thì vợ chồng em biết vậy thôi. Rồi từ cái vụ đó luôn à, đuổi ra luôn hả chị? Không, nhiều chuyện dữ lắm rồi. Không có nhiều. Rồi đi về hồi lúc em có bầu á, em về đó em ở á, rồi bắt đầu cái mới kiếm chuyện nhiều lên. Hồi em đi á, thì em nói chung là nói sao mà họ không có lời qua tiếng lại. Em nói thiệt không phải là em nói em tốt gì, nhưng mà em cũng phải có lời qua tiếng lại. Người ta với đâu phải gì đâu mà có sức chịu được. Em nói thiệt anh đá đất đi, không có tâm trạng chứ, người ta mà hỏi sao không có cảm xúc được. Chèn ép quá vô đường cùng quá thì em nói anh cũng phải có lời ra tiếng vô thôi chứ sao không có được. Đó, tới chừng em bức xúc quá, em nói chung là em chịu không nổi nữa luôn á. Em chịu hết nổi rồi em mới bước ra em nói là em đi, em nhịn hết nổi luôn, em chấp nhận em đi, em mới đi ra em nói thôi, chứ nếu mà em còn nhịn em ở đó làm không bao giờ em lên tiếng nói. Em nói em không ở nữa nhưng mà em đi ra em nói cho biết tại sao, ví dụ như giờ đầu tanh thôi á chị không nổi mà tại sao dục qua ngay phòng ngủ em vậy, đâu phải không biết đâu, cố tình dẫn lên tiếng nói luôn, nói làm ở không được ai kêu tụi bay ở gán chịu đất của tao, muốn làm gì tao nói vậy đó. Em cũng không hiểu sao nữa, trong khi đó vợ chồng em trời ơi có giấy tờ gì đâu mà cứ đổ thừa nói với người ta nói lại với vợ chồng em là nói vợ chồng em kêu bán đất nên đuổi đi. Rồi cái nó hồi nó vợ chồng em chửi ông bà, em cũng không có biết đường đâu. Ví dụ như giờ vợ chồng em có sai gì là mình làm con đi, ví dụ có sai gì kêu ra cha mẹ kêu ra nói tụi bay làm vậy tao không chịu đi, ví dụ vậy đi, nói cho tụi em sửa cũng được. Còn đằng này không có nha, đi ngang đường gì vợ chồng đi về thưa cha thưa mẹ đi, thưa mẹ cha ảnh á thì hồi trước có gặp thì hỏi thì có trả lời, còn mẹ ảnh đi ngang là hỏi là quay mặt chỗ khác vậy không trả lời luôn, đi sát bên đụng gì luôn nè. Rồi bây giờ là cái nhà đó mình đập luôn rồi mình trả đường cho bà con đi ra hả chị? Dạ nếu mà nó xuống dưới cũng sát bên đây hả, không có xa, gần lắm, đi chừng 5 phút tới à. Mình đi trồng đồ vô hết rồi, cái nhà bây giờ trồng đồ vô hết rồi. Còn cái nhà bây giờ là bên nhà lấy lại luôn ha, đất lấy lại rồi trồng đồ vô hết luôn à.
Rồi bữa giờ em quay clip anh thì bà con trong xóm có biết chị không? Dạ biết, những chị mà trong công ty á, thường em cũng cho tiền bé uống sữa á. Cũng mấy chị vô thăm nó có ít đồng nhiều, em tại quý lắm á, mấy chị cũng thương em á, thấy đăng clip lên vậy á, rồi mấy chị cũng cho phần cho bé uống sữa vậy đó. Rồi tương lai là hai vợ chồng sẽ mở quán chay đúng không? Dạ. Vậy là chị xin phép cô, chị nói gì với cô Hằng đi. Con cũng cảm ơn cô Hằng nhiều dữ lắm luôn á, mà con nghe con cũng mừng mà con cũng lo không biết sao nữa. Thì bây giờ mình cố gắng thôi. Dạ. Được vậy, cảm ơn cô Hằng suốt đời luôn á. Nếu mà sau này mở được cái quán rồi ổn định thì em mỗi tháng em sẽ từ thiện cũng như là mình nấu cơm miễn phí vậy đó. Yeah. Một ngày rồi nếu giờ em và chồng em mà có vốn lại thì một tháng sẽ 2 ngày tăng lên vậy đó. Dạ. Thôi hai vợ chồng cố gắng lên nha. Yeah. Rồi cái nhà này bao giờ người ta lấy lại? Mai mốt mấy tháng nữa là tới đóng tiền nhà rồi. Ủa bây giờ là người ta cho thuê luôn rồi hả? Ủa ở đây mình thuê tháng nhiêu chị? Dạ 500. 500 ngàn ha. Tại quê chồng em nè, người ta biết vợ chồng em vậy đó. Chị với cô rẻ. Dạ. Tại cái nhà em đi chị bên đây nè. Cơm chiếu mà gấu đồ qua cho vợ chồng em á, đi giấc chiều tối như nè. Qua đâu có gì đâu, đâu chở gì về được đâu. Vậy cái chị thấy gì chị đem đồ qua chị cho. Dạ. Mẹ cưng. Hôm nay em tới đây thì cũng có mấy cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi cho chị một ít tiền mua sữa cho bé chị. Dạ. Sư cô bên hội từ thiện đi viện Thiện Võ Úc Châu 1 triệu đồng, anh Phùng Văn Thành 1 triệu đồng, một Mạnh Thường Quân giấu tên 500 ngàn đồng, một Mạnh Thường Quân giấu tên 200 ngàn đồng. Tổng số tiền là 2 triệu 700 ngàn đồng gửi tới cho anh chị để anh chị có tiền mua sữa cho bé cũng như là sinh hoạt trong nhà. Em xin gửi anh đến mời em ơi. Em chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều dữ lắm luôn á. Có tiền lo cho bé, tiền cho bé là em cũng để dành mua bé sữa cho bé thôi chứ em cũng không có xài gì hết á. Dạ. Hồi lúc trước em thiếu nợ á, là do tại vì dịch bệnh á, xong đi làm được chứ thay em yếu không có làm gì được luôn á, em chỉ nằm giường là ảnh ẩm bế đồ thôi chứ em nhúc nhích là động thai là hư thai luôn, nó yếu tới vậy á, cho nên là ảnh đi làm không được, rồi đi mỗi tuần vậy là thuốc men á, cho nên chi phí nhiều quá rồi cái bắt đầu cái mấy thiếu nợ nhiều vậy á. Từ bữa rày thì em cũng lo là không biết là sau khi mà chị chia sẻ clip lên á, không biết là có bị bên chồng nói gì không, mà xuống hỏi thăm chị thì cũng không có bị gì hết, thì cũng mừng cho chị. Thôi chị cũng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi chúc hai vợ chồng sức khỏe rồi gắng làm để mà nuôi bé nha chị. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều, cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm. Dạ. Còn bao giờ mà chị mà tìm được mặt bằng hay gì đó, rồi như thế nào đó, rồi chị liên hệ với em, rồi em sẽ cho cô Hằng biết. Rồi lúc đó cô Hằng sẽ hỗ trợ cái khoản giống như là cái lời hứa của cô Hằng giúp cho chị mở một cái tiệm cơm chay giống như cái ước mơ của chị. Thì cô Hằng cũng thích làm, nhưng thích là bà con mở quán cơm chay lắm. Cô Hằng có nói là nếu mà sau này chị mà bán được hay gì đó, rồi lâu lâu cô Hằng sẽ ủng hộ chị phát cơm cho bà con. Dạ, em cũng cảm ơn cô Hằng, cô Hằng nhiều dữ lắm luôn á. Dạ. Vậy em cũng xin phép về nha, rồi chúc gia đình mình sức khỏe nha. Dạ. Cố gắng lên nha chị. Dạ. Em về đúng không anh? Nhiều. Dạ, em cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều. Dạ thì Nghĩa cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi kênh của Nghĩa. Em chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Em cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng em để mà chia sẻ, giúp đỡ cho bà con khó khăn. Em chân thành cảm ơn và xin phép kết lại video tại đây ạ. Trời ơi, chiếc xe của anh đó hả? Xe này nghe nói là bữa hư lắm hả anh? Hư rồi, dắt bộ rồi. Dạ.
xe này hay là hai vợ chồng mua lâu chưa? Cũng lâu rồi, đúng mấy năm rồi, năm thứ năm rồi. Dạ. Còn cái phần sau đâu anh? À, nó bị giải rồi, chở đồ đi giờ tới giờ luôn nó giải, cái hàng tới nó gỡ nó giải. Dạ. Xe này có đạp hay đề anh ha? Đạp. Đạp không hả? Xe này gắn liền với mình bao nhiêu năm anh? Này cũng năm số năm rồi. Năm số năm. Sửa sửa rồi, hư rồi, sửa mua đồ về anh để ảnh rồi mua đồ về rồi ảnh thay ảnh làm máy lại. Này cũng tới hư nữa rồi. Dạ. Thôi mình gắng sửa rồi coi đi được ngày nào hay đó anh. Vậy mai mốt hai chồng làm có tiền sắm chiếc mới. Xa, giờ đi xa cũng hết được rồi. Dạ. Yeah. Đỡ thôi chứ giờ là sửa không được nữa. Anh nói là giờ chỉ đổi thôi chứ máy trong nó hư hết rồi. Dạ. Yeah. Vẫn bộ hoài luôn. Là thường thường là nếu mà chị đâu là anh là chở chị đi xe này hả? Dạ đúng rồi. Có khi nào hư giữa đường không? Dạ có, vẫn bộ hoài chứ. Đồng nghiệp vậy. Khi nào anh nghĩ là mình sắm mua chiếc mới chưa anh? À, chưa còn ấy có thời chưa được. Cái gì cũng không dám ấy trơn, giờ có con gì cũng để dành đôi cho nó hết. Con em nhìn thấy chiếc xe của hai vợ chồng bị ba mẹ đốt nhà rồi xua đuổi ra đường cũng muốn hư luôn rồi cô chú anh chị. Đây là cái nhà lá. À, thuê ở 600.000 tháng cô chú anh chị. Thôi em về nha anh chị ơi. Dạ dạ.